Vâng, lời đầu tiên thì Trịnh Hội xin có lời gửi đến tất cả quý vị khán thính giả. Và hôm nay thì chúng ta trở lại với chương trình giải phẫu thẩm mỹ cùng với bác sĩ Hana Vũ. Và dĩ nhiên là hôm nay chúng ta sẽ nói về một vấn đề khác. Nhưng mà Trịnh Hội thì không thể nào nói chuyện hay bằng người bác sĩ. Thôi thì để hôm nay Trịnh Hội để nhường lời lại cho bác sĩ Hana Vũ. Hạnh không dám nói hay hơn, nhưng mà Hạnh sẽ nói hôm nay chủ đề là về thẩm mỹ, về mí mắt trên, mí mắt dưới, nếu mà mí bị sụp hay là mí có bọc mỡ. Yeah. Vâng, trước khi mà chúng ta tiếp tục chương trình thì Trịnh Hội cũng xin nói đến là tại vì Hana cũng như là Trịnh Hội, quý vị cũng biết là qua bên đây hồi lúc còn nhỏ, thành thử là đôi khi có những cái từ bằng tiếng Anh mà cả hai đứa đều không có dịch đúng nghĩa, thành thử sẽ dùng chữ patient là chữ bệnh nhân, mặc dầu chữ bệnh nhân nó không có chính xác, là bởi vì đây là chương trình giải phẫu thẩm mỹ, phải không ạ? Dạ. Vâng, như vậy thì hôm nay, trong chương trình hôm nay, ngoài cái phần nói, phần bác sĩ nói chuyện hay rồi thì không phải nói, thì Hạnh có một cái gì mà nó khác biệt hơn để mà chúng ta giới thiệu đến khán giả hay không? Dạ, đặc biệt hôm nay đó Hạnh có một cô bệnh nhân của Hạnh mà đã trải qua một ca giải phẫu cho mí mắt mà bị bục mỡ và bị vết nhăn. Cô ta sẽ chia sẻ kinh nghiệm của cô. Ok, right. So bây giờ chúng ta trở lại cái Trịnh Hội cũng rất là muốn biết chi tiết về những vấn đề này. Là thường đó mình sửa cái mí mắt trên đó sẽ khoảng tốn bao nhiêu thời gian, và khi mà bước vô đây thì có cần phải nói chuyện trước hay không, có consultation hay không? Dạ vâng, nếu mà bệnh nhân đã thắc mắc về mí mắt mà muốn hỏi chi tiết đó thì xin làm một cái hẹn để làm consultation. Trong cái dịp consultation đó, bệnh nhân sẽ có nhiều thời gian để hỏi chi tiết về cái ca giải phẫu. Mà lúc mà giải phẫu đó thì cần phải làm sao trước, bệnh nhân cần phải uống thuốc trước để đề phòng không có bị sưng, không có bị bầm, uống thuốc trước để không có bị nhiễm trùng. Rồi trong cái ca consultation đó, bệnh nhân có dịp để hỏi với bác sĩ sẽ làm sao để cho đạt được cái ý muốn của bệnh nhân. Thì thường mình làm một cái mí mắt trên vậy là tốn khoảng bao nhiêu thời gian? Dạ, mí trên đó thường là độ chừng 60 phút. Ca giải phẫu đó. Only, chỉ dạ, có 60 phút thôi. 60 phút thôi. Và làm bao nhiêu lần ha Hạnh? Là chỉ cần làm một lần đó thôi. Làm một lần thôi. Làm đó xong đó là hôm sau trở lại để Hạnh check, make sure rằng là bệnh nhân biết cách giữ gìn. Hạnh có thể cho mọi người biết là cái những cái kiểu sửa này đó là nó sửa bằng cái gì? Sửa bằng laser hay là cắt mắt ra hay là và cái dịch vụ của Hạnh đó nó khác với những người bác sĩ khác như thế nào? Dạ vâng. Văn phòng của Hạnh đó, mà cái philosophy của Hạnh đó, mình làm sao càng ít càng tốt, mà mình xài technology nào càng advanced để cho bệnh nhân dễ mau lành thì càng tốt. Cho nên văn phòng của Hạnh xài máy laser để cắt da, cắt bắp thịt, cắt mỡ đi. Mà lúc mà xài laser đó, nó vừa cắt mà nó vừa seal the blood vessel, là nó hàn lại cái mạch máu đó. Nó gắn lại những cái mạch máu. Dạ. Right. Thì bệnh nhân không có bị chảy máu, không có bị nên không có bị bầm, mà nếu không có bị bầm thì bệnh nhân không có bị sưng, mau lành hơn. À. Dạ. Và máy laser không biết là nó có nghĩa là nó cắt chính xác hơn. Dạ, cái tip của nó rất là nhỏ cho nên cắt chính xác hơn, đụng đâu là nó cắt ngay đó. Ok. Dạ. Như vậy thì bây giờ có lẽ là cũng tới thời gian để chúng ta nói chuyện với người thứ nhất phải không? Dạ vâng. Vâng, thì bây giờ có lẽ là chúng ta nên mời cái người patient đầu tiên, cái người thân chủ, người khách hàng đầu tiên để mà chia sẻ với quý vị kinh nghiệm của cô ta. Xin mời quý vị theo dõi. Em chào chị. Hi. Chào chị Hội. Dạ vâng. Chào, dạ, chào bác sĩ. Dạ chào cô Phương. Dạ, mời chị. Dạ. Vâng. Dạ vâng, bây giờ lời đầu tiên thì có lẽ là em nhờ chị tự giới thiệu chị đến với khán thính giả mọi nơi. Dạ vâng, tôi tên là Kiều Phương, tôi là một trong những bệnh nhân của bác sĩ Hana Vũ. Xin kính chào tất cả quý vị. Vâng, chào chị Kiều Phương ạ, bây giờ chị có thể cho mọi người biết dùm là chị đã đến với văn phòng của bác sĩ lúc nào, trong cái trường hợp nào? Dạ vâng, thú thật ra là tôi là một người rất là sợ đi bác sĩ, nên
đối với tôi thì đến bác sĩ là một cái điều gì là tôi không bao giờ muốn hết. Nhưng mà cách đây khoảng mấy tháng, tại vì nhân dịp là con trai của tôi lấy vợ, nên tôi muốn là mình không giống như tất cả những cái bà mà mẹ chồng từ xưa giờ, nên tôi muốn mình có phải trẻ lên một tí. Nên tôi có ý định là đi đến tham khảo ý kiến với lại bác sĩ Hana Vũ để lấy một tí mỡ ra khỏi ở dưới mắt đấy. Thì lúc đầu tôi đến, trước đó là tôi phải gọi phone đến cho văn phòng bác sĩ Hana Vũ và tôi gặp cái cô receptionist. Cô ta xin cô ta một cái hẹn để nói chuyện với bác sĩ, tham khảo ý kiến với bác sĩ Hana Vũ. Và đó là một điều tôi cảm thấy rất là vui là mình đã làm điều đó, vì trước nhất là không những bác sĩ đã cho tôi những cái ý kiến rất là hay, và tôi cũng đưa ra cho bác sĩ hiểu rằng tôi muốn làm gì để bác sĩ có thể làm cho tôi. Thì có thể cho em một cái thí dụ coi là cái ý kiến hay của bác sĩ là gì? Thí dụ như là bây giờ tôi đến đó là tôi, ý của tôi là tôi muốn vừa lấy mỡ ở trên, kéo lên, và vừa hút mỡ ở dưới mắt. Nhưng mà khi đến bác sĩ nói với tôi rằng là cô không nên lấy hút ở trên, tại vì cái mắt của cô chưa có đủ mỡ nhiều đến nỗi mà cần phải làm. Có nghĩa là nó vẫn còn ok. Có nghĩa rằng là tôi muốn đưa tiền cho bác sĩ, bác sĩ lấy. Cũng lạ hả chị hả? Thì bác sĩ nói với tôi rằng là cô nên làm ở dưới, hút mỡ ở dưới đi, chứ còn cái ở trên thì chưa đến lúc phải cần phải làm. Nên đó là một trong những cái ý kiến hay. Và thì cái cảm khi mà chị sau khi nói chuyện với bác sĩ rồi đó, chị đã cảm thấy vui hơn và an tâm hơn không? Vâng, lại tôi rất là an tâm. Sau đó là tại vì bác sĩ đã trả lời cho tôi tất cả những câu hỏi, những cái thắc mắc mà khoảng tôi bao muốn. Nhiêu lâu chị nhớ không? Khoảng nửa tiếng thì phải. Và trong cái thời gian mà từ khi mà chị phải làm cho đến khi mà chị cần có một cái mắt đẹp để đi ăn đám cưới hả chị? Vâng, đám cưới. Thì cái thời gian nó khoảng bao nhiêu lâu? Lúc đầu thì tôi rất là sợ. Rồi tôi nghĩ tôi còn có ít hơn là 2 tháng. Thì làm sao mà cái vết mổ nó có thể lành được. Nhưng mà sau khi tôi đã tham khảo ý kiến với bác sĩ nói tôi là cô cứ yên tâm đi. Bác sĩ bảo đảm rằng ít nhất là chừng 2 tuần thôi là chắc chắn là 2 tuần là nó sẽ trở thành normal. Là không phải normal hoàn toàn, nhưng mà cái vết thẹo nó sẽ mất đi. Không có, người ta không thể nhìn thấy người mà ta không biết được. Không biết được. I see. Nhưng mà chị à, một trong những cái mà giờ chính em cũng sợ đây nha ha, là đụng tới cái mắt là em thấy mắt, thì lúc đó chị có sợ lắm không? Ồ, sợ chứ. Lần đầu tiên trong đời mình mổ mà. Thế mình sợ quá. Nhưng mà tôi thấy rằng là khi mà tôi mổ mắt á, tôi không có cái cảm tưởng gì là tôi đang mổ mắt. Đang bị mổ. Tôi cũng vẫn nhìn thấy mọi người. À, chị không bị gây mê à? Không. Ủa bác, như vậy thì Hạnh có thể cho mọi người biết là tại sao không có cần phải gây mê không? Dạ, tại vì cái vùng giải phẫu này nó very limited. Nó chỉ có ngay cái khúc này thôi, hay là ngay cái khúc trên nếu mà cô Phương cần phải làm. Nhưng mà hoàn cảnh của cô thì không cần. Cho nên chỉ cần phải tê dưới đây thôi. Cho nên không, mình có làm tê. Dạ, có chích thuốc tê vùng này thôi. Và tê khoảng bao nhiêu lâu Hạnh? Dạ, tê thuốc chích vô nó last được chừng 2 tiếng đồng hồ. Và chỉ một cái vùng này, chỉ vùng thành thử là mình biết cái chuyện gì đang xảy ra. Dạ. Mặc dù mình không cảm thấy đau. Dạ. Cho nên cô ta tỉnh rồi Hạnh giải phẫu, nhưng mà tốt tại vì cô tỉnh đó, Hạnh có thể chỉnh cho nó đều symmetric, cũng nhìn lên cũng nhìn xuống, cái gì nó cũng đều hết trước khi Hạnh khâu lại. Đó là cái advantage của mà giải phẫu mà không cần phải gây mê. Như vậy thì xin lỗi chị là bây giờ bao nhiêu lâu rồi từ lúc mà chị làm cái mắt này chị? Tôi làm khoảng tháng 5 vừa rồi. Tháng 5 vừa rồi. Bây giờ là khoảng 5 tháng. Gần nửa năm rồi. Vâng, gần nửa năm rồi. Và tôi muốn nói thêm với tất cả quý vị đó là khi tôi đi ăn đám cưới đó thì không ai có thể nói rằng là mình đã làm gì với cặp mắt của mình hết. Mặc dù là tôi làm trước đó chỉ có chừng 5 tuần thôi. Và bác sĩ Hạnh có nói với tôi rằng là cô nên nghỉ một tuần thì cô mới đi làm được. Nhưng mà vì trong cái công việc của tôi không thể nào nghỉ một tuần, nên hôm đó tôi nhớ là tôi làm thứ 6 thì thứ 2 tôi đi làm, tôi phải đi làm, nên tôi vẫn để như vậy mà tôi đi làm. Nhưng mà tôi ngạc nhiên là vào trong sở không ai hỏi tôi, không biết như bắt bị